Trong bối cảnh mà dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, thì nhu cầu mua khẩu trang vẫn tiếp tục lên cao. Tuy nhiên, thay vì loạn giá, khan hàng như thời gian ban đầu, ghi nhận trên thị trường trong những ngày vừa qua, người dân đã bình tĩnh và có ý thức hơn trong việc mua khẩu trang. Thay vì chen chúc đổ xô, tìm mua khẩu trang y tế tại các hiệu thuốc hay đặt mua online bằng mọi giá, dù trời tối muộn và lạnh, rất nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ mua khẩu trang ở các cửa hàng bình ổn giá như thế này. Cố gắng đã xếp hàng được gần 30 phút rồi thì gia đình nhà mình sẽ cố gắng xếp hàng để mua được bằng được khẩu trang. Việc xếp hàng trật tự, mỗi người dân chỉ mua số lượng khẩu trang theo quy định được nhiều người ủng hộ. Điều này sẽ tránh tình trạng đầu cơ, loạn giá và tích trữ khẩu trang một cách không cần thiết. Thì cái nhà thuốc này họ bán cái giá khẩu trang bình ổn thì mọi người rất là vui. Cùng với những cửa hàng khẩu trang y tế bình ổn giá, ngày càng nhiều cửa hàng bán khẩu trang vải kháng khuẩn được người dân tin tưởng lựa chọn. Sau khi được Bộ Y tế khuyến cáo, nhiều người đã thay đổi quan điểm và chọn dùng khẩu trang vải, vừa có tác dụng chống dịch, lại tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Như vậy là chúng tôi tóm lại là chúng tin tưởng với cái tiêu chuẩn mà họ sản xuất ra, cho nên là chúng tôi mua, và với điều kiện nữa là lại sử dụng được 30 lần. Đấy, cho nên là nó cũng phần nào là vấn đề kinh tế đã. Tại các cửa hàng này, công an khu vực cũng túc trực liên tục để bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự. Tôi là cảnh sát khu vực thì cũng ra đây nhất là tăng cường giúp cho bà con mua khẩu trang. Thứ hai là cũng đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ở cái việc để bà con đi mua không phải bị mất trộm, mất cắp. Và cũng không để không cho những cái đầu cơ người ta mua, người ta bán lại ở tại đây. Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế 4 lớp và khẩu trang N95, năng lực sản xuất các doanh nghiệp này là 2,1 triệu khẩu trang y tế và trên 80.000 khẩu trang N95 mỗi ngày. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp dệt may trên cả nước cũng đang khẩn trương nâng cao năng lực sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn. Vì vậy, số lượng khẩu trang được cung ứng ra thị trường sẽ rất lớn. Người tiêu dùng cần tỉnh táo và bình tĩnh trong việc mua khẩu trang phòng chống dịch.